Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, đen không để đâu cho hết nếu bạn thuộc những con giáp này. Vào ngày 21 tháng 10 âm lịch, những người cầm tinh các con giáp dưới đây sẽ bị vận đen đeo bám, làm việc gì cũng không được may mắn, suôn sẻ. Ra đường thì dễ gặp chuyện chẳng lành nên cần tuyệt đối chú ý khi tham gia giao thông. Hơn nữa, trong ngày hôm nay, bạn sẽ bị kẻ tiểu nhân sắt mũi, lợi dụng nên cần biết chọn bạn mà chơi. Các bạn hãy hết sức cẩn thận nhé! Một, tuổi Sửu. Thiên ấn chiếu vận nên tuổi Sửu là con giáp giỏi giang, có tiếng nói ở cơ quan, đi làm hay được cấp trên chú ý hoặc nhận được nhiệm vụ cao cả. Tuy nhiên, dù được trọng dụng đến đâu thì con giáp này cũng nên khiêm tốn, kẻo lại hỏng việc. Tuy nhiên, vận lâm tương xung nên đường tình cảm bấp bênh, vất vả. Bạn trẻ tuổi Sửu thì cánh cá chọn canh, không thích dính vào tình yêu vì bận lo cho sự nghiệp. Các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là hàng xóm láng giềng thích soi mói, nói móc gia đình bạn. Bù lại, mặt tình bạc khá ổn định, con giáp này giữ được ví tiền của mình, không bị kẻ xấu dụ dỗ lừa gạt. Bạn biết cách cân đối chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để rơi vào tình trạng túng thiếu. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Thìn. Tuổi Thìn chịu ảnh hưởng từ chính ấn nên đi làm rất bình thản, không hám danh lợi, cạnh tranh. Là con giáp có chí lớn, bạn đòi lại được quyền lợi trong công việc, nhưng đôi khi làm việc còn thiên về cảm tính khá nhiều nên vẫn chưa phát được. Công việc gặp nhiều trắc trở, tuổi Thìn cần đề phòng tiểu nhân đeo bám. Bản mệnh nên cố gắng kiểm soát cảm xúc để mọi việc không chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực hơn. Một khi kiên trì, giữ vững tinh thần thì tuổi Thìn hoàn toàn có thể vượt qua trở ngại và đạt thành quả mà mình mong muốn. Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn ở tháng tới được dự báo là gặp nhiều biến động, chủ yếu theo chiều hướng xấu. Con giáp này nên quản lý tài chính chặt chẽ hơn, tránh thất thu. Chuyện tình cảm cũng khiến bản mệnh phải suy nghĩ nhiều, tình hình sức khỏe của tuổi Thìn có dấu hiệu giảm sút, thường xuyên mệt mỏi, uể oải. Cục diện hai hành thổ tương hòa, dự báo mặt tình cảm của tuổi Thìn được bình ổn, không có sóng gió. Dù công việc có chút áp lực nhưng bạn may mắn là vẫn còn gia đình, bạn bè đứng sau động viên và ủng hộ. Tình hình tài chính của bạn tương đối ổn định, bạn biết cách chi tiêu hợp lý, lên kế hoạch chi tiết nên không phát sinh nhiều khoản chi phí nào. Mọi thứ đều nằm trong dự định và tầm kiểm soát của bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Ngọ. Công việc của bản mệnh có điểm tranh đấu, chơi xấu nhau do có thiên quan chiếu vận, đặc biệt là những người làm kinh doanh, cấp trên, quản lý. Ở đời chẳng tin được ai cả, bạn ăn nên làm ra thì có kẻ nóng mặt, muốn giành phần của tuổi Ngọ. Nhưng nhờ lục hội trợ vận, bên cạnh tiểu nhân thì vẫn có nhiều người tốt, sẵn sàng giúp bạn lúc gian nguy. Dù vất vả nhưng Ngọ vẫn chăm sóc cho gia đình tốt, chu đáo, không để người nhà oán trách bao giờ. Vận khí của người tuổi Ngọ trong giai đoạn này vẫn còn khá yếu, bản mệnh nên thận trọng thực hiện từng bước, không nên quá hấp tấp, đề phòng thị phi ập tới. Tài lộc trong tháng tới của người tuổi Ngọ chưa thực sự lý tưởng, đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh đầu tư mạo hiểm, tránh bị lừa đảo, hung tinh, chủ về hao tài chiếu mệnh, nên tuổi Ngọ cẩn thận trong việc đánh giá tình hình đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Chuyện tình cảm không được quan tâm đúng mức nên hai bên có thể xảy ra bất đồng, không thấu hiểu lẫn nhau. Sức khỏe của người tuổi Ngọ cũng không được lý tưởng lắm do bản mệnh hay rơi vào trạng thái căng thẳng, mất ngủ, tâm trạng uể oải, thiếu năng lượng. Cục diện hỏa sinh thổ đem lại nhiều tin cắt lành cho ví tiền của con giáp. Hôm nay bạn có thể thoải mái chi cho những khoản tiêu vặt mà vẫn tiết kiệm được một số tiền kha khá. Tất cả là nhờ vào công sức chắt góp của bạn trong thời gian vừa qua. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Thân.
Được sự nghiệp lâm kiếp tài, cảnh báo tuổi Thân cẩn thận với cấp dưới, đồng nghiệp, anh em làm ăn chung. Dễ có kẻ xấu tính cướp mối làm ăn hoặc ăn cắp ý tưởng của bạn. Hiền quá nên đôi khi Thân bị qua mặt mà không biết. Tử vi dự báo rằng tuổi Thân sẽ phải đối mặt với tình trạng hung vận tăng lên trong ngày 21 tháng 10. Bản mệnh làm gì cũng cần thận trọng, tính toán trước sau. Nhiều thách thức mới sẽ ập đến khiến bản mệnh không được nghỉ ngơi. Tuổi Thân cần đề phòng với tiểu nhân, không nên đưa ra quyết định vội vàng. Vấn đề tài chính của tuổi Thân duy trì ở mức ổn định được coi là điều may mắn. Đây là thời điểm mà con giáp này nên tập trung vào các việc còn đang dang dở, không nên mở rộng hay bắt đầu các kế hoạch mới khi vận thế bất ổn. Chuyện tình duyên của tuổi Thân trong tháng mới khá kém sắc, người có đôi có lứa dễ gặp tranh cãi, người độc thân nên mở lòng, dành thời gian gặp gỡ, hẹn hò nhiều hơn mới mong tình duyên khởi sắc. Bù lại mặt tình cảm khởi sắc nhờ cục diện thổ sinh kim, gia đình hoặc họ hàng của bạn sắp đón thêm thành viên mới, có đám cưới hoặc đón người ở xa về thăm. Tình yêu lứa đôi thuận lợi nên sắp xếp thời gian đưa nửa kia về ra mắt gia đình. Hôm nay bạn có thể thử chơi xổ số, mua một món quà nhỏ cho bản thân vì tài chính rất ổn. May mắn hơn thì có những người được người quen rủ đầu tư, đem lại mối làm ăn ngon lành. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Dậu. Công việc bất ổn do tỷ kiên chiếu vận, bản mệnh sẽ gặp phải phiền phức đến từ tay chân cấp dưới, anh em làm ăn chung vốn. Tình trạng tranh giành đoạt lợi là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nay tuyệt đối không được tin lời người ngoài, dựa vào bản thân là tốt nhất. Nhờ thổ sinh kim nên con giáp này làm rất tốt trong việc đối nhân xử thế. Bạn và nửa kia đối xử với nhau bằng sự dịu dàng, yêu thương và tôn trọng, ai nhìn vào cũng trầm trồ. Người có gia đình biết sắp xếp công việc để lo lắng cho con cái. Vận tài lộc khá may mắn, tuổi này hay được lộc từ con cháu, đối tác làm ăn lâu năm hoặc là anh em từ xa. Hôm nay hãy thử tìm hiểu và tìm một công việc khác phù hợp hơn hay là một nghề tay trái nào đó cải thiện tài chính của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Hợi. Ngày mới của tuổi Hợi lâm thương quan, cẩn thận bị mất chức, thôi việc vì tính cách hấp tấp, nóng nảy. Sắp tới bạn và đồng nghiệp sẽ làm việc chung rất nhiều nên dễ xảy ra tranh cãi đáng tiếc. Nhiều tam hợp soi sáng nên tình cảm có khởi sắc, Hợi biết sống cho bản thân nhiều hơn, dẹp bỏ những mối quan hệ giả tạo. Đừng quá để ý lời người ta nói bởi vì họ có miệng nhưng chưa chắc đã có đạo đức. Bạn càng bơ đi thì càng sống tốt hơn họ. Tử vi cảnh báo, nay va vào cục diện thổ khắc thủy nên con giáp này không được hợp tác làm ăn với bạn thân, người quen trong hôm nay vì dễ bị lỗ tiền to. Vay tiền hay mượn tiền cũng là điều cần phải tránh xa trong ngày. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất ngày 21 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!